Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Dinh dưỡng đúng và đủ được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, thời gian gần đây, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận các thông tin về việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp và các trường hợp mắc cúm AH5N1 COVID-19 tại một số quốc gia như là Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Campuchia. Việt Nam đang trong giai đoạn mùa đông xuân. Thời tiết chuyển mùa thay đổi thất thường là nguyên nhân xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Đặc biệt là với nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh như là người có sức đề kháng yếu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền và đặc biệt là trẻ nhỏ. Để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo lưu ý người dân không được chủ quan, lơ là và cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc tăng sức đề kháng cho cơ thể để giảm thiểu những nguy cơ mắc bệnh thì bổ sung dinh dưỡng cũng là một giải pháp. Ngoài ra, đối với trẻ nhỏ đang mắc các bệnh về đường hô hấp nên bổ sung dinh dưỡng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình Dinh dưỡng đúng và đủ ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời quen thuộc của chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, xin chào em MC Huy Hoàng và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Thị Lâm ạ, chúng ta đều biết rằng giai đoạn chuyển mùa đông xuân hay là mùa đông thì cũng đã gây ra rất là nhiều những cái căn bệnh liên quan tới đường hô hấp rồi. Nhưng mà để mà giải thích cụ thể thì bác sĩ có thể tư vấn thêm cho quý vị khán giả được rõ hơn về cái điều đó. Vâng, khi mà thay đổi thời tiết như là mùa thu đông chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng cái nhiệt độ môi trường sẽ xuống lạnh hơn và có thể kèm theo những cái mưa mà cái độ ẩm thì môi trường nó cũng rất là cao. Thì điều này nó cũng sẽ làm cho thúc đẩy các cái vi khuẩn, virus nó phát triển mạnh hơn. Không kể bên cạnh đó thì chúng ta thấy là khi trời lạnh thì có khi cha mẹ tắm gội cho các cháu mà chúng ta không có quan tâm chăm sóc đầy đủ. Nhiều khi không lau hết cái nước lạnh cho các cháu ở đầu, ở người. Rồi chúng ta để em bé mặc ít quần áo chẳng hạn thì các cháu bị lạnh. Mà mỗi khi bị lạnh thì chúng ta biết rằng các cái niêm mạc, rồi các cái mạch máu ở đường hầu họng thì nó bị co vào. Và cái điều này nó tạo điều kiện thuận lợi cho các cái vi khuẩn, virus phát triển. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì các cháu sẽ nguy cơ bị dễ bị các bệnh đường hô hấp nhiều hơn. Và đặc biệt những cháu mà chúng ta thấy rằng như là suy dinh dưỡng, rồi những cháu lại kèm theo biếng ăn kéo dài, thiếu vi chất dinh dưỡng và nhất là những cháu mà hay bị ốm vặt, nó thể hiện là cái tình trạng miễn dịch của các cháu đang có vấn đề, đang kém. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ ban đầu của bác sĩ Nguyễn Thị Lâm. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê trong 10 tháng năm 2023, chỉ riêng các bệnh viện nhi đồng và bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 238.000 ca khám bệnh hô hấp, trung bình mỗi tháng có từ 18.000 tới 23.000 ca khám. Đáng chú ý là trong tháng 10 số ca tăng đột biến lên đến 35.300 ca, đã tiếp nhận hơn 39.000 ca nhập viện, có 223 ca tử vong. Có thể nói trẻ em là đối tượng dễ mắc phải các bệnh viêm hô hấp cấp tính nhất, diễn tiến theo mùa ở nước ta và nhiều nước trên thế giới, thường tăng cao vào tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi clip ngay sau đây để hiểu rõ hơn về bệnh viêm đường hô hấp. Đường hô hấp là một trong những bộ phận quan trọng sống còn của cơ thể, nhưng đây cũng là cơ quan phải đối mặt với nhiều vi sinh vật gây bệnh. Đường hô hấp cũng có hệ vi sinh thường trú tại đường hô hấp trên và cả hô hấp dưới, tạo nên hệ sinh thái, giúp cân bằng hệ hô hấp không bị nhiễm trùng. Khi một hoặc nhiều bộ phận của đường hô hấp bị viêm, nhiễm trùng, viêm đường hô hấp, quá trình đưa không khí đến phổi gặp khó khăn, từ đó có thể gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Tình trạng nhiễm trùng ở các bộ phận khác nhau trong đường hô hấp trên sẽ có thể gọi khác nhau. Một số bệnh viêm đường hô hấp trên thường gặp như viêm xoang, viêm hầu họng hay viêm khế quản, thanh quản. Viêm đường hô hấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông. Bên cạnh có thể tái phát nhiều lần trong năm, khoảng 2 đến 4 lần một năm đối với người trưởng thành, khoảng 10 lần một năm đối với trẻ em. Mỗi tác nhân gây bệnh sẽ có thời gian ủ bệnh khác nhau như 1 đến 4 ngày với các virus cúm, 7 ngày hoặc từ 1 đến 10 ngày đối với bạch cầu khuẩn. Vì vậy, tùy vào nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng của viêm đường hô hấp trên sẽ có thời gian bùng phát khác nhau. Nhìn chung, triệu chứng phổ biến của viêm đường hô hấp trên gồm nghẹt mũi, sổ mũi, hắt hơi, đau rát họng, đau khi nuốt, ho, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, đau đầu, sốt. Bên cạnh đó, bệnh có thể gây ra một số triệu chứng ít gặp hơn gồm khó thở, đau nhức vùng xoang, ngứa mắt, chảy nước mắt, nôn, buồn nôn, tiêu chảy, khàn tiếng. Phần lớn các triệu chứng của nhiễm trùng đường hô hấp sẽ kéo dài khoảng 3 đến 14 ngày hoặc dài hơn nếu bệnh nghiêm trọng, gây viêm dị ứng, viêm phổi và viêm phế quản.
Vâng, xin được quay trở lại chương trình với những câu hỏi gửi tới bác sĩ Nguyễn Thị Lâm. Vâng, thưa bác sĩ ạ, trong quá trình khám bệnh thì các bác sĩ thường nhắc tới đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ về hai vị trí này có sự khác biệt như thế nào và nguy cơ mắc bệnh ở hai vị trí này ra sao ạ? Vâng, thường thì chúng ta thấy rằng các cháu mà khi có các cái dấu hiệu mà sốt rồi có thể là ho, kêu đau họng chẳng hạn thì đấy thường là biểu hiện của viêm đường hô hấp trên. Thế viêm đường hô hấp trên thì chúng ta thấy nó cũng có thể do vi khuẩn, virus tấn công. Nhưng mà thường thì nó xảy ra ở vị trí như là các cháu có thể bị viêm xoang, rồi viêm hầu họng. Và các cháu có thể viêm tay giữa thì nó cũng thuộc cái đường gọi là hô hấp trên. Và thường bị các cái bệnh lý đường hô hấp trên thì thường nó nhẹ hơn, nó không nặng bằng đường hô hấp dưới. Thế đường hô hấp dưới thì chúng ta thấy nó còn có khí quản, phế quản, rồi tiểu phế quản, hay là bị viêm cái tổ chức phổi. Thì chúng ta thấy rằng khi mà các cháu đã diễn tiến thành cái viêm đường hô hấp dưới ấy, thường bệnh cảnh sẽ nặng hơn và phải dùng nhiều kháng sinh, thậm chí các kháng sinh phối hợp với nhau và phải nâng cao thể trạng cho các cháu. Và cái điều trị này thì thường những cháu đã bị viêm đường hô hấp dưới thì chúng ta phải nằm viện, nằm các bệnh viện, các khoa nhi của các bệnh viện. Và các cháu mà viêm đường hô hấp trên thường nó nhẹ hơn thì các cháu có thể điều trị tại nhà nếu được tư vấn đầy đủ của các bác sĩ ạ. Vâng, trong những chia sẻ ban nãy ở trong phần đầu của chương trình thì bác sĩ cũng đã chia sẻ một vài những cái nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng mà các bé dễ bị mắc bệnh, có thể do chủ quan của từ phía cha mẹ. Tuy nhiên là tôi vẫn còn một cái thắc mắc là với những cái nguyên nhân chính dẫn tới những cái bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ nhỏ là do đâu và tại sao các bé lại thường có cái tình trạng đó là bị tái nhiễm nhiều lần, thưa bác sĩ? Vâng, thường những cái cháu mà bị tái đi tái lại nhiều lần á thì chúng ta hay gặp trên cái tình trạng là các cháu suy dinh dưỡng, có thể suy dinh dưỡng nhẹ cân, suy dinh dưỡng thấp chiều cao, tức là cái diễn biến của cái khẩu phần ăn không đủ chất nó đã kéo dài rồi. Và thường kèm theo các cháu bị thiếu các vi chất dinh dưỡng, ví dụ như là khẩu phần ăn thiếu vitamin C, ví dụ các cháu ít ăn rau xanh quả chín, rồi thiếu kẽm cũng là yếu tố mà liên quan đến nâng cao miễn dịch. Thì các cháu trong cái khẩu phần ăn là thiếu kẽm và thậm chí chúng tôi xét nghiệm thì thiếu kẽm rất nhiều. Và khi các cháu bị bệnh lý viêm đường hô hấp thì ở những cháu mà thiếu kẽm thì cái tình trạng bệnh là nặng hơn và chúng ta điều trị thì kéo dài hơn. Hay là chúng ta thấy rằng ngay cả thiếu vitamin D thì cái tình trạng miễn dịch cũng kém và cái bệnh lý đường hô hấp nó cũng bị dễ mắc và dễ kéo dài hơn. Như vậy nó tạo thành cái bệnh lý, tình trạng này nó tạo thành cái bệnh lý vòng bệnh lý luẩn quẩn. Tức là khi mà bị bệnh thì các cháu có khi phải dùng kháng sinh và kèm theo đấy là chế độ ăn ăn kém và ăn không đủ khẩu phần. Và khi bị bệnh các cháu cũng biếng ăn và dẫn đến là thiếu các chất dinh dưỡng từ đạm cho đến vi chất dinh dưỡng và các cháu lại dễ bị bệnh hơn ạ. Vâng, khi mà chúng ta nhắc tới những cái bệnh liên quan tới đường hô hấp thì có rất là nhiều căn bệnh từ nhẹ đến nặng và thường có những cái triệu chứng chung như là mệt mỏi, ho, sốt hay là sổ mũi. Và những cái căn bệnh từ nhẹ đến nặng thì thường có chung một số những cái đặc điểm như vậy khiến cho nhiều bậc phụ huynh là không biết là con em mình đang mắc cái loại bệnh gì và nên điều trị, nên đi thăm khám ra sao. Phải chăng đây cũng là một nguyên nhân khiến cho xuất hiện nhiều ca tăng nặng và có thể dẫn tới tử vong ạ? Vâng, đúng là nhiều khi cha mẹ thì cũng chỉ thấy con có cái dấu hiệu là sốt. Sau đó thì cũng kêu, nếu các cháu lớn hơn thì mình cũng hỏi cũng biết là có cái dấu hiệu đau họng. Rồi các cháu cũng hùng hăng ho thì chúng ta thấy rằng các cháu đã bắt đầu có cái dấu hiệu đường hô hấp rồi. Thế thì khi mà chúng ta thấy rằng có thể kết hợp các mẹ xem cái nhịp thở các cháu nó có vẻ cảm thấy hơi khó thở, thở nhanh hơn bình thường, thở mau hơn bình thường thì mẹ tốt nhất là được đến các cơ quan y tế để khám, để chẩn đoán. Thì thường thì các bác sĩ sẽ lâm sàng, sẽ dựa vào các cái dấu hiệu lâm sàng để có cái chỉ định là xét nghiệm máu thêm hoặc làm các cái chẩn đoán hình ảnh. Thì lúc đấy nó sẽ rõ là bị viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới và lúc đấy có cái phác đồ điều trị cụ thể. Thế thường ngay cả viêm đường hô hấp trên thì thường chúng ta thấy rằng cũng vẫn phải điều trị các cái triệu chứng, ví dụ như là các cháu sốt thì chúng ta phải hạ sốt cho các cháu. Nhất là các cháu mà sốt trên 38 độ 5 là ta phải chú ý và mẹ phải thường xuyên cập nhiệt độ cho cháu hàng ngày khoảng 2-3 lần để chúng ta cho cái uống cái thuốc hạ sốt kịp thời. Rồi chúng ta thấy rằng cũng phải có cái chế độ chăm sóc dinh dưỡng cho các cháu để các cháu không bị thiếu chất dinh dưỡng quá và các cháu chuyển cái bệnh nó nặng hơn. Thì tôi khuyên là dù bất cứ các cháu mà có vấn đề
ho, sốt, đau họng và có cái khó thở thì mẹ nên cho đi khám các bác sĩ ạ. Vâng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành y của mình thì bác sĩ có thể tư vấn một số những cái nguyên nhân khiến cho cái tình trạng bệnh của các bé bị tăng nặng thưa bác sĩ? Vâng, khi mà chúng ta thấy rằng các mẹ nhất là rất là chủ quan thì có khi nhiều khi các con ho sốt thì cũng nghĩ là các cháu chỉ cảm gọi là cảm lạnh thông thường thôi. Các mẹ cũng không sơ suất là không chú ý, có khi cũng chỉ là thôi thấy con biếng ăn thì mẹ cũng theo dõi, nhưng mà chúng ta không nghiêm túc theo dõi cái nhiệt độ của con, cái diễn biến bệnh của con á, mà chúng ta thấy cái dấu hiệu nặng hơn thì chúng ta phải đi khám và có cái điều trị kịp thời. Và nhất là trước mắt thì ví dụ các cháu sốt cao là chúng ta phải hạ sốt cho các cháu, nếu không các cháu sẽ co giật thì nó rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến cái phát triển về não bộ của các cháu thì nó rất là ân hận ấy. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, các bệnh hô hấp ở trẻ em và trẻ sơ sinh có thể xảy ra quanh năm, tuy nhiên tần suất xuất hiện nhiều nhất là vào những thời điểm giao mùa. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm thế giới có khoảng 4,3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do các bệnh lý về hô hấp, trong đó chủ yếu là viêm phổi. Trung bình mỗi trẻ sẽ mắc các bệnh lý hô hấp từ 4 tới 6 lần một năm. Triệu chứng chung của các bệnh lý đường hô hấp là ho, khó thở, khạc đờm, đau ngực. Tuy nhiên, tùy từng bệnh lý, từng mức độ bệnh mà mỗi trẻ có những biểu hiện khác nhau. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp ngắn của chúng tôi về những bệnh lý hô hấp trẻ nhỏ và sơ sinh dễ mắc phải mà bố mẹ không thể bỏ qua. Cúm là bệnh lý do virus gây ra, trẻ thường có triệu chứng sốt cao kéo dài từ 5 đến 7 ngày, kèm theo đó là đau cơ, mệt mỏi, ho và sổ mũi. Bệnh có thể dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm như viêm phổi và các hội chứng nhiễm khuẩn thứ phát, thậm chí có thể khiến trẻ tử vong. Thông thường trẻ bị cúm sẽ sốt cao hơn, các triệu chứng đường tiêu hóa cũng nặng hơn người lớn. Hèn suyễn là bệnh lý ở phổi có nguy cơ tiến triển nặng nếu bố mẹ chủ quan không điều trị cho trẻ từ sớm. Trẻ bị hen suyễn sẽ gặp các triệu chứng gồm ho, tức ngực, nặng ngực, thở gấp, thở khò khè, thở rít hoặc khó thở. Khi hít phải bụi, phấn hoa hoặc các chất gây dị ứng, trẻ có thể sẽ lên cơn hen suyễn. Trẻ bị hen suyễn có nhiều nguy cơ mắc bệnh viêm phế quản và viêm phổi. Viêm xoang hay nhiễm trùng xoang là bệnh lý hô hấp thường xảy ra khi các mô nằm bên trong xoang bị sưng hoặc viêm, gây tích tụ dịch trong túi khí sau mắt và mũi, dẫn đến nhiễm trùng. Bệnh lý này thường đi kèm với bệnh cúm, nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc do dị ứng. Trẻ bị viêm xoang có thể gặp các triệu chứng như đau, tức ở vùng mặt, đặc biệt là sau mắt và mũi, cảm thấy khó thở, hụt hơi, ho, sổ mũi, có dịch chảy ở mũi gây đau họng, hôi miệng và cảm giác buồn nôn. Các triệu chứng này ở trẻ kéo dài hơn người lớn. Viêm phế quản. Viêm phế quản là hiện tượng viêm các ống thở lớn trong phổi thường sinh ra do virus. Phát triển sau khi trẻ bị cúm hoặc nhiễm trùng đường hô hấp trên. Triệu chứng thường gặp của trẻ viêm phế quản là trẻ ho liên tục trong khoảng 3 đến 4 tuần, mặc dù cơ thể không còn virus gây bệnh. Ngoài ra, trẻ còn có thể gặp các triệu chứng như là đau tức ngực, sổ mũi, sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, đau họng và thở khò khè, dễ bị nhầm lẫn với hen suyễn vì các triệu chứng tương tự nhau. Vâng, thưa quý vị, tại Việt Nam, theo các báo cáo thống kê hiện nay thì trung bình một đứa trẻ có sức đề kháng bình thường sẽ có thể mắc các bệnh về hô hấp từ 5 đến 7 lần trong một năm. Nếu trẻ có sức đề kháng yếu thì tỷ lệ mắc sẽ cao hơn. Bên cạnh thực hiện những biện pháp phòng và điều trị bệnh theo các phác đồ của bác sĩ khuyến cáo, việc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình giúp trẻ phục hồi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trở lại với những câu hỏi gửi tới bác sĩ. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Thị Lâm ạ, chế độ bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, đặc biệt là trẻ nhũ nhi khi bị viêm đường hô hấp dựa trên những nguyên tắc như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, với những cái cháu mà bị viêm đường hô hấp thì chúng tôi vẫn khuyến nghị là chúng ta vẫn phải chú ý chăm sóc cái chế độ ăn cho các cháu. Đặc biệt là ví dụ những cái cháu mà đang còn bú sữa mẹ thì các cháu thường sốt cao, các cháu cũng rất là hay khát nước đấy. Thì chúng ta phải tích cực cho con bú sữa mẹ càng nhiều càng tốt. Rồi những cháu đã ăn bổ sung rồi hoặc là đã cai sữa rồi thì trong khẩu phần ăn của các cháu vẫn phải có các cái loại sữa công thức. Thì chúng ta xen kẽ giữa các cái bữa sữa với các cái bữa cháo, bữa súp cho con tùy theo nhóm tuổi. Và cái bữa ăn của các cháu, tuy rằng các cháu ăn ít thì chúng ta cũng vẫn phải cho ăn đa dạng thực phẩm. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng nấu cháo cũng vẫn phải có thịt hoặc là cá, rồi trứng. Hoặc là chúng ta cũng nhớ là phải cho tí rau xanh. Và trong khẩu phần ăn thì chúng ta cũng vẫn phải cho cháu uống các cái loại nước quả, các nước sinh tố thì nó nhiều vitamin C, nó cũng giúp nâng cao miễn dịch cho các cháu. Và chúng ta biết rằng trong cái trường hợp các cháu
đã bị bệnh đường hô hấp thì tôi khuyên là chúng ta cũng nên chú trọng, ví dụ bổ sung thêm kẽm, thêm vitamin D cho các cháu chính là giải pháp chúng ta nâng cao miễn dịch cho các cháu ạ. Vâng, thưa bác sĩ, có những lời khuyên rằng khi các trẻ mắc bệnh đường hô hấp thì chúng ta nên kiêng những loại thực phẩm mà nhiều đường, nhiều mỡ, thì bác sĩ có thể lý giải là tại sao lại như vậy? Thực ra khi mà thực phẩm mà chúng ta thấy rằng khi các cháu bị viêm đường hô hấp, nhất là những cái cháu là tuổi mẫu giáo hay là cấp 1 rồi, thì nhiều khi mẹ cũng chiều con là hay cho ăn ví dụ những cái món nướng rán mà các cháu nó hay thích ấy, thì thường ra những cái món này nó nhiệt độ thường là cái đậm độ năng lượng rất cao, và chúng ta biết rằng những cái dầu mỡ mà rán thì nó rất khó tiêu, và khi mà các cháu nó đang đầy bụng không ăn được nhiều rồi có thể là ho rồi ăn kém, chúng ta lại cho cái món khó tiêu vào thì chúng ta nên tránh là vì vậy ạ. Thế còn thực ra đường thì chúng ta cũng không nên cho ăn nhiều, bởi vì nếu mà đường ăn nhiều thì cái bụng các cháu nó cũng đầy bụng, có thể gây kèm theo lại rối loạn tiêu hóa. Vâng, thưa bác sĩ, trong dân gian thì các bà các mẹ vẫn thường truyền tai nhau là khi mà các bé mắc các bệnh về đường hô hấp thì chúng ta không nên cho ăn một số các loại thực phẩm như là ăn gà này, ăn tôm hải sản hay là ăn đồ nếp thì có thể là gây ra tình trạng là ho thêm, ngứa họng thêm cho các bé. Thì không biết là cái quan điểm này thì có đúng hay không, và chúng ta nên bổ sung dinh dưỡng trong cái giai đoạn này như thế nào ạ? Vâng, thực ra thì chúng ta thấy rằng những cái quan điểm đấy cũng có cái đúng, có cái sai ấy. Ví dụ thịt gà hoàn toàn các cháu vẫn ăn được, nhất là khi các cháu bị tiêu chảy hay nhiễm viêm đường hô hấp thì thịt gà cũng là cái thịt mà nó có nhiều chất dinh dưỡng, không những cung cấp đạm mà thịt gà cũng là thực phẩm giàu kẽm thì cũng tốt cho các cháu, thì hoàn toàn chúng ta có thể nấu cháo cho các cháu ăn được, không sao ạ. Tôm, cua, những cái lúc mà cháu nó đang bị viêm đường hô hấp cấp thì chúng ta thấy rằng một số cháu nó có bị dị ứng, đây là những cái thực phẩm mà dễ có nguy cơ dị ứng, nhất là những cái vỏ tôm, vỏ cua thì chúng ta thấy rằng những cái cháu nó có cơ địa đấy thì chúng ta không cho ăn, chúng ta cứ nấu đa dạng thực phẩm và cái chỗ này thì nhóm đạm chúng ta có thể dùng sữa có rồi, cháu nào bú sữa mẹ thì thôi, không thì sữa công thức, sữa chua, rồi thịt cá, trứng là những thực phẩm cung cấp đạm cho các cháu. Hoặc nấu cháo chúng ta cũng cho một tí đậu xanh và cũng tốt ạ. Rồi ngay cả vitamin A, người ta thấy cũng rằng những cái cháu bị viêm đường hô hấp thì người ta thấy là cơ thể cũng sử dụng nhiều vitamin A cho tăng cường miễn dịch. Thì lúc này ví dụ các cháu ăn thịt cá thì trong đây cũng có vitamin A rồi, chúng ta cho thêm dầu mỡ là tốt. Ngoài ra thì ví dụ những cái rau củ quả màu xanh hoặc màu vàng vào cơ thể nó cũng được chuyển sang vitamin A để giúp nâng cao miễn dịch. Vâng, với các bậc phụ huynh mà quá cẩn thận nhưng mà như chúng tôi đã chia sẻ là kiêng rất nhiều những cái loại thực phẩm đã được liệt kê như vậy, thì liệu rằng chúng ta có lo ngại là tình trạng là các bé sẽ bị thiếu cái chất dinh dưỡng không thưa bác sĩ? Thực ra thì tôi nghĩ là chỉ kiêng tôm cua thôi thì cũng không ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của các cháu. Mẹ vẫn cho ăn trứng, sữa rồi thịt các loại được, không sao ạ. Thì vẫn đủ chất đạm. Thực ra khi các cháu, mình sợ nhất là khi mà nuôi dưỡng các cháu nó đang bị bệnh viêm đường hô hấp, các cháu lại biếng ăn, mẹ lại cho ăn ít chất đạm quá, thì khi mà cái giảm chất đạm thì các cháu nó cũng suy giảm miễn dịch. Rồi chúng ta thấy các cháu ăn không đủ khẩu phần trong ngày thì không đủ năng lượng, đủ đạm thì cái thể trạng các cháu nó cũng kém. Vâng, như vậy là trong thời điểm mà các cháu mắc bệnh thì chúng ta nên hạn chế những loại thực phẩm mà có thể dễ gây ra những cái tình trạng kích ứng hay là dị ứng với các bé. Đúng thì không biết là còn những cái loại thực phẩm nào mà các bé nên kiêng trong thời gian này hay không, và tại sao lại như vậy thưa bác sĩ? Ví dụ như là tôi thấy rằng con nhộng á thì cũng rất là giàu đạm, nhưng mà nhiều cháu ăn vào có khi bị dị ứng thì chúng ta cũng tránh những ví dụ như là nhộng. Ngay cả người lớn cũng vậy thôi, chúng ta có khi bình thường không dị ứng đâu, nhưng mà lúc mình đang bị bệnh thì cái nguy cơ dị ứng nó dễ xảy ra. Hay một số người ngay cả chỉ ăn lạc thôi cũng bị dị ứng, thì chúng ta cũng lưu ý cái vấn đề này. Vâng, trong thời điểm mà các bé mắc bệnh thì tôi cũng thấy các mẹ truyền tai nhau là khi mà các bé phải điều trị kéo dài thì thường được các bác sĩ kê đơn liên thêm một số những cái thực phẩm bổ sung liên quan đến men vi sinh hay là men tiêu hóa. Tuy nhiên các bậc phụ huynh thì cũng muốn thay thế hai cái loại này bằng các loại sữa chua, thì liệu rằng có ổn hay không thưa bác sĩ? Thực ra thì các mẹ thay thế các men vi sinh bằng các cái sữa chua, ví dụ chúng ta thấy rằng có cái sữa chua men sống dạng uống này, sữa chua men sống
mà đưa vào các cái loại sữa chua mà hộp mà có thể gọi là dạng ăn, xúc thìa thì nó hoàn toàn cũng là tốt. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ví dụ các cháu đang ốm, đang phải sử dụng kháng sinh thì các cháu nó cần nhiều các cái lợi khuẩn, bởi vì chính cái kháng sinh khi mà diệt các cái con vi khuẩn gây bệnh thì trong đường ruột nó cũng làm mất cân bằng, nó tiêu diệt cả cái lợi khuẩn trong đường ruột ấy. Thì tôi khuyên là vẫn nên theo bác sĩ là uống các cái men vi sinh. Nhưng ngoài ra thì trong khẩu phần ăn mình uống thêm sữa chua hoặc là ăn hoặc sữa chua uống thì như vậy là tốt ạ. Vâng ạ, chúng ta vẫn thường biết rằng là cam, quýt hay là các loại thực phẩm có múi, các loại quả có múi thì thường rất được hay bổ sung trong những thực đơn với những người mà đang bị ốm. Tuy nhiên cũng có cái quan điểm rằng là khi mà mắc bệnh đường hô hấp thì họng của chúng ta rất là rát, và khi bổ sung những cái thực phẩm mà giàu vitamin C, những cái hoa quả giàu vitamin C như vậy thì dễ gây ra cái tình trạng là rát họng thêm. Thì không biết là cái quan điểm này thì bác sĩ nghĩ sao? Thực ra thì do là chúng ta chế biến cái cốc sinh tố này như thế nào. Ví dụ như là chúng ta cũng không nhất thiết là cứ phải cho uống nước chanh, thì theo tôi là không nên cho uống, vì nước chanh nó cũng nhiều vitamin C nhưng mà nó cũng làm cho cái họng nó bị đánh sạch cả. Thì có thể là có những cháu nó nhạy cảm, nó rát họng. Nhưng mà ví dụ chúng ta cho uống nước cam, nước quýt ngọt, hoàn toàn có thể cho các cháu uống được, nó giàu vitamin C. Và chúng ta cũng không cần là cho uống nguyên chất đậm đặc quá. Ví dụ các mẹ có thể pha là nửa nước cam, một nửa là nước ấm mà cho con, và có thể thêm một chút đường. Như vậy nó tạo thêm là không những cháu được uống nước giàu vitamin C mà cung cấp nước cho các cháu thêm. Thậm chí những cháu sốt cao chúng ta phải cho uống cả thêm cái dung dịch oxazone để bù nước cho các cháu nữa. Vâng, như vậy là chúng ta nếu mà sử dụng hợp lý hoa quả thì hoàn toàn không có tác dụng phụ nào hết, phải không ạ? Vâng, bác sĩ có thể tư vấn một cách để chúng ta bổ sung trái cây vào khẩu phần ăn cho trẻ thật là thích hợp trong cái thời điểm các bé mắc bệnh ạ? Thực ra các bé mắc bệnh thì chúng ta thấy rằng các bé cũng khó ăn, biếng ăn. Thì ngoài cái khẩu phần ăn chúng ta là chế biến mềm lỏng cho các cháu dễ ăn rồi, thế với những cháu mà biếng ăn quá, chúng ta cũng có thể ngoài cái men vi sinh chúng ta cũng có thể dùng đợt ngắn cái enzyme tiêu hóa, có thể dùng độ trong vòng độ 1 tuần 10 ngày cho các cháu để hỗ trợ kích thích các cháu ăn ngon miệng hơn. Thế còn với hoa quả thì cũng có nhiều loại khác nhau, có chúng ta có thể cho cháu ăn xoài, ăn chuối mềm hoặc uống thêm nước cam, nước quýt ngọt. Thì một ngày chúng ta cứ cho các cháu ít nhất là 2 lần ăn quả chín thì lại đủ nhu cầu vitamin C hàng ngày cho các cháu ạ. Vâng ạ, thưa bác sĩ, cũng có quan điểm là khi mà các bé bị đường hô hấp ấy, thì có một số những cái loại thực phẩm mà chứa histamine thì nên hạn chế, thì không biết là cái quan điểm này ở trên mạng thì liệu rằng có đúng hay không thưa bác sĩ? Cái này cũng rất là đúng, bởi vì cái histamine á, thực ra là nó có trong những cái thực phẩm, ví dụ như là những con tôm, con cá mà nó ôi thì hơi bị ôi á. Những con cá người ta đánh bắt hoặc vận chuyển về người tiêu dùng thì nó đã bị chết rồi, hơi ôi, thì thường lúc đấy cái histamine nó sinh ra. Thì chúng ta cũng cái chất yếu tố mà gây dị ứng ấy, thì chúng ta nên không cho các cháu ăn. Bởi vì khi ăn thì có thể là lại xuất hiện thêm cái dấu hiệu giống như là các cháu có khi lại bị dị ứng, khó thở. Rồi có khi những cháu lại xuất hiện cái hen phế quản nữa, thì nó làm lu mờ các cái dấu hiệu của bệnh lý viêm đường hô hấp cấp đi, thì rất là khó điều trị ạ. Khó cho các bác sĩ ạ. Vâng, không biết là có những cái nhóm thực phẩm nào mà chứa nhiều histamine mà chúng ta nên tránh? Tức nghĩa là chỉ có những ở những cái như trong trường thực phẩm chúng tôi hay học cái dinh dưỡng thì thường nó có nhiều ở trong các cái cá hoặc cái hải sản mà chúng ta thấy rằng nó không được tươi khi đến tay người tiêu dùng á, thì chúng ta tránh nhé. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi cũng được rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm ở thời điểm này, đó là khẩu phần ăn của trẻ nên được xây dựng và bổ sung như thế nào trong giai đoạn các bé mắc bệnh thưa bác sĩ? Thực ra thì khẩu phần ăn tùy theo cái nhóm tuổi của các cháu. Đương nhiên là chúng ta thấy rằng mỗi nhóm tuổi các cháu có cái nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Và chúng ta trong cái thời gian bị bệnh thì chúng ta cũng cố gắng nuôi dưỡng các cháu là đủ cái nhu cầu, hoặc ít nhất thì cũng phải được khoảng 90% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của các cháu. Thì xây dựng khẩu phần thì chúng ta cũng nấu cái khẩu phần cho các cháu là mềm, lỏng, dễ ăn. Tức là ngoài những cháu còn bú sữa mẹ thì đương nhiên chúng ta phải khuyến khích nuôi con sữa mẹ để tận dụng cái nguồn sữa mẹ rất là quý cho các cháu, cho bú cả ngày lẫn đêm. Thế những cái cháu mà nó đã mẹ ít sữa hoặc là đã cai sữa rồi thì trong khẩu phần các cháu cũng vẫn phải được
ăn sữa 2-3 lần một ngày, mỗi lần khoảng 150-200 ml sữa. Và ví dụ những cháu nhỏ thì các cháu không chưa ăn được cơm nhiều thì chúng ta nấu cháo, nấu mì cho các cháu ăn. Thế với những cháu đã ăn được cơm rồi thì chúng ta thấy rằng các cháu cũng vẫn được uống sữa ngày khoảng 2-3 lần, kèm theo 3 bữa là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Thì chúng ta thấy rằng những cái bữa này chúng ta cũng chế biến những cái món ăn mà nó dễ ăn cho con. Ví dụ như là các mẹ cũng có thể để nấu chế biến thịt rất là mềm, hoặc trứng chúng ta rang mềm lên cho con ăn với cơm. Và canh thì các mẹ nấu giống như là cắt nhỏ là rau ra mình nấu, giống như là ở lớp mẫu giáo mà nhà trường hay nấu cho các cháu, thì các cháu sẽ ăn được ngon miệng, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng cái bữa ăn nó cũng hơi đa dạng một chút, ví dụ có tí thịt, tí trứng, hoặc là tí thịt, tí cá. Thậm chí chúng ta thấy rằng các cháu ăn thịt có thể cho ăn đậu phụ, sốt cà chua cũng rất là ngon. Và nhớ rằng một ngày thì cũng được ăn 2 lần quả chín để chúng ta thấy rằng nó đủ vitamin C cho các cháu. Vâng ạ, các cụ ta thì vẫn có câu là phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Và đương nhiên trong thời điểm này thì bác sĩ có lời khuyên nào tới các bậc phụ huynh để chúng ta có thể phòng bệnh cho con em mình ạ? Vâng, với các cái cháu mà chúng tôi nghĩ rằng cái phòng bệnh là rất quan trọng, thì chúng ta phải nuôi dưỡng các cháu bình thường đã là một, phải có cái chế độ ăn khoa học để các cháu không bị suy dinh dưỡng, không bị thiếu vi chất dinh dưỡng, thì các cháu cũng ít nguy cơ bị bệnh hơn. Và chúng ta thấy rằng khi các cháu bị bệnh thì chúng ta nên chú ý quan sát và có cái xử trí kịp thời. Ví dụ sốt cao phải cho hạ sốt, hay là ho nhiều mà khó ngủ, rồi các cháu rất là mệt mỏi thì và kèm theo khó thở, thì chúng ta phải đưa các cháu đi khám ở các cơ quan y tế mà có cái chuyên khoa nhi là tốt nhất. Và ngoài ra thì tôi nghĩ rằng bổ sung các cái dưỡng chất quan trọng ở thời điểm này, ví dụ như các mẹ có thể bổ sung thêm kẽm, thêm vitamin D mà tỷ lệ hiện nay thiếu khoảng 50% ở trẻ em Việt Nam. Rồi vitamin A thì các mẹ nhớ là cho con đi uống vào tháng 6 và tháng 12. Và đầu tháng 12 thì Viện Dinh dưỡng đang chỉ đạo toàn quốc là có cái bổ sung vitamin A liều cao cho các cháu. Thì chúng ta cũng yên tâm là các cháu đã được bổ sung rồi thì rất là yên tâm. Và kèm theo đấy thì tôi khuyên là mẹ cũng nên bổ sung từng đợt ngắn. Ví dụ có thể là hàng tháng mình bổ sung cái men vi sinh cho các cháu. Thì chính cái men vi sinh này nó giúp nâng cao miễn dịch cho các cháu rất là tốt, và nó đóng góp 70% hệ miễn dịch biểu mô của cơ thể. Ngoài ra thì ví dụ hàng ngày thì mẹ cho con ăn thêm, ví dụ sữa chua men sống, sữa chua dạng uống hoặc dạng ăn đều tốt cả. Cái điều này nó không những cung cấp đạm, canxi và nó còn giúp nâng cao miễn dịch cho các cháu rất tốt ạ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị khán giả, vào thời tiết giao mùa thì bệnh đường hô hấp ở trẻ hay bị tái đi tái lại rất nhiều lần, gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh hoạt cũng như là việc học tập và vui chơi của trẻ. Việc chăm sóc trẻ đúng cách kết hợp với những món ăn tốt cho trẻ hay mắc bệnh đường hô hấp sẽ giúp cải thiện sức khỏe, đẩy lùi bệnh cũng như tránh bị những biến chứng khó lường. Ngoài việc điều trị bằng thuốc theo sự hướng dẫn và thăm khám của bác sĩ thì bố mẹ cần phải cho bé sinh hoạt khoa học, chế độ ăn uống bổ sung những món ăn tốt cho trẻ bị bệnh đường hô hấp. Và ngay sau đây sẽ là một số món ăn cha mẹ có thể bổ sung vào thực đơn cho trẻ để giúp trẻ dễ tiêu hóa, hấp thụ khi bị viêm đường hô hấp. Cháo tim gà bí đỏ. Nguyên liệu: một nhúm gạo nếp lẫn gạo tẻ, tim gà, bí đỏ, hành khô, dầu ăn, gia vị gồm nước mắm, hạt nêm. Nấu cháo nhừ đánh lên cho cháo dẻo. Bí đỏ được gọt vỏ, làm sạch, thái nhỏ rồi đem đi hấp chín, đánh nhuyễn. Tim gà làm sạch, bóc màng, có thể bỏ cuống hoặc không, sau đó băm nhỏ. Phi hành, sau đó đổ tim gà đã băm vào xào chín, cho thêm chút nước mắm, sau đó đổ bí đỏ cùng tim gà vào trong nồi cháo. Đun cháo sôi, là có thể tắt bếp, múc ra bát cho trẻ thưởng thức. Cháo gan gà rau dền. Gạo nếp, tẻ 1 nắm, gan gà 30g, rau dền 30g, dầu ăn 5ml. Các gia vị như hạt nêm, nước mắm. Đun cho cháo chín nhừ, đánh lên cho dẻo, rau dền làm sạch, cắt nhỏ, gan gà làm sạch cho một ít nước vào đánh tan ra. Khi cháo chín nhừ thì cho gan gà, rau dền vào khuấy đều, đun sôi thì múc ra cho trẻ ăn lúc còn ấm. Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Dinh dưỡng đúng và đủ ngày hôm nay của chúng tôi. Hy vọng rằng sau 30 phút của chương trình, quý vị khán giả đã có thêm nhiều thông tin hữu ích để bổ sung dinh dưỡng đúng cách cho trẻ khi bị viêm đường hô hấp. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Lâm đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.